Và chúng ta sẽ bắt đầu cà phê ngày mới với những tách cà phê nóng và những thông tin mới cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì có lẽ là cơn bão Talim là cơn bão được rất nhiều người quan tâm khi đó là cơn bão đầu tiên xuất hiện của mùa mưa bão năm nay. À, chúng ta sẽ chuyển đến những cái thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến cơn bão này. Hiện nay thì bão Talim đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào khoảng sáng ngày 19 tháng 7 thì vùng áp thấp nhiệt đới liên tục di chuyển theo hướng Tây và suy yếu và giảm dần. Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có gió mạnh, sóng lớn ở các vùng biển phía Nam vẫn còn rất phức tạp. Từ tối 18 đến 19 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Vùng Đông bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là 50 đến 70 mm. Từ chiều tối ngày 19 cho đến 21 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm. Cục Bộ có nơi trên 100 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tối ngày 18 đến ngày 20 tháng 7, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 cho đến 5 m ở thượng lưu và từ 2 cho đến 4 m ở hạ lưu. Người dân cần cảnh giác trước các xuất hiện và dấu hiệu của lũ quét như là mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất và khi thấy các dấu hiệu trên thì người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn và tránh trú an toàn